Tôi giới thiệu, tôi là Trần Thị Thành, để tổ 2 thôn Bảo Thân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Vâng ạ. Dạ, nhà tôi thì hiện nay là có độ 1,5 hecta vườn đồi, thì có 1 hecta thì chè, nhưng mà nửa hecta trong đó tôi trồng như là quế này, rồi thì là cây ăn quả, rồi là cây keo. Ở trong gia đình tôi thì tất cả là có 5 nhân khẩu, thì là có 2 nhân khẩu tôi là chính trong nông nghiệp, 2 vợ chồng tôi. Trước kia 10 năm thì nói chung tôi làm chè từ hồi còn bé cơ. Nhưng mà trước kia thì thôi, cứ đến lứa nào thì biết là nó lên hái đứa đấy thôi, còn sâu bệnh nhưng mà kệ nó. Nhưng mà từ khi mà có thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật mà về hiệu quả trên cây chè mà an toàn ấy, thì chúng tôi làm chè bây giờ thu hoạch là dễ dàng lắm, nó không vất vả như ngày xưa, mà năng suất hái những cây chè búp chè, mà nói chung là hái những ngọn chè bao giờ cũng được bán như là loại búp chè A đấy. Vâng ạ, từ khi trước kia thì chúng tôi có làm chè, thế nhưng mà chưa được qua các lớp tập huấn của thành phố, của trạm thực vật vào. Từ khi mà trạm thực vật vào thì có tập huấn cho chúng tôi và hướng dẫn cho chúng tôi về sử dụng an toàn hiệu quả thuốc trên cây chè. Ví dụ như là về thuốc trừ sâu chẳng hạn thì chúng tôi sẽ sử dụng trong cái danh mục. Và những cái loại sâu nào chúng tôi sẽ dùng những loại thuốc đấy. Còn trước kia thì chúng tôi chả được ai hướng dẫn cho, nên là chúng tôi làm cứ bừa bãi, nên là năng suất của chè thì nó thấp lắm. Nhưng khi chúng tôi mà được trạm bảo vệ thực vật vào và tập huấn cho chúng tôi, thì chúng tôi hiện nay làm mà chúng tôi sẽ chấp hành theo đúng kỹ thuật, như là 4 đúng chẳng hạn, nên là sử dụng thuốc đúng thuốc này, đúng liều lượng, đúng nồng độ và đúng kỹ thuật đúng lúc ấy, thì là chè chúng tôi bây giờ năng suất lắm, mà thu có thể 1 gấp 2, gấp 2 rưỡi cơ. Vâng, thưa chị, là cái đối với chè của Yên Bái được xác định là một cái cây chủ lực và cây không những là xóa đói giảm nghèo cho toàn dân của Yên Bái, bởi vì là có tới 3/4 dân Yên Bái là có vườn chè. Diện tích chè của Yên Bái hiện nay là lên tới trên 12.000 hecta và tỉnh đang phấn đấu là đến 14.000 hecta ổn định, và đặc biệt là chú trọng công tác an toàn thực phẩm trên cây chè, bởi vì là chè chủ yếu ở đây là 2/3 là dùng để xuất khẩu, còn 1/3 là tiêu dùng nội địa, cho nên là cái việc an toàn thực phẩm, đặc biệt là cái dư lượng thuốc trừ sâu trong chè rất là quan trọng, cho nên là tỉnh và sở giao cho bảo vệ thực vật là phải quan tâm đến việc này. Thì chúng tôi đã tham gia rất là nhiều những các cái chương trình để làm cái chè an toàn. Trước đây thì có xít xe thì đã đào tạo cho chúng tôi những các giảng viên để về giảng cho nông dân. Thứ hai nữa là chúng tôi có cái dự án ADB của Ngân hàng Châu Á, trực tiếp là phổ biến cho bà con nông dân về cái sản xuất như thế nào là chè an toàn. Và trong cái hướng tới thì chúng tôi đang phấn đấu cùng với cái dự án của ADB là phấn đấu khoảng độ 50% diện tích chè được sản xuất an toàn và 80% sản lượng chè được kiểm soát để thành chè an toàn. Đấy là cái mức phấn đấu trong 5 năm tới.